Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2020, Bệnh viện Lê Lợi tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại một khách sạn trên đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Một du khách trong đoàn cho biết, đoàn gồm các cán bộ hưu trí, công nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh lưu trú tại khách sạn KH từ trưa 28 tháng 10 và chỉ ăn uống trong khách sạn này. Trưa 29 tháng 10, đoàn ăn trưa gồm nhiều món trong đó có tôm, cá, kim chi. Sau khi ăn xong, nhiều người có cùng biểu hiện đau bụng, nôn ói, mệt mỏi, nghi ngộ độc thực phẩm nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi. Một số khách có dấu hiệu nhẹ nên tự theo dõi tại khách sạn. Theo các bác sĩ bệnh viện Lê Lợi, đến 17 giờ cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 11 ca nhập viện có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, hiện được theo dõi và chăm sóc y tế.